Chào mừng các em đến với chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường. Cô tên là Phạm Thị Kim Ngọc. Bài học ngày hôm nay cô giới thiệu cho các em đó chính là bài Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. Bài học này gồm những nội dung như sau. Phần thứ nhất là các em sẽ được học về kiến thức là nhắc lại về số thứ tự trên tập hợp. Phần thứ hai, tìm hiểu thế nào là bất tận thức. Phần thứ ba, các em sẽ tìm hiểu liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. Bây giờ cô và các em cùng đi vào phần một nhỏ. Nội dung một nhỏ như sau, nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số. Khi so sánh hai số thực A và B bất kỳ, ta xảy ra một trong ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, số A bằng số B, ký hiệu A bằng B. Trường hợp thứ hai, số A nhỏ hơn số B, ký hiệu A nhỏ hơn B. Trường hợp thứ ba, số A lớn hơn số B, ký hiệu A lớn hơn B. Và khi biểu diễn số thực trên trục số vẽ theo phương nằm ngang, thì điểm biểu diễn số nhỏ hơn sẽ ở bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn. Cụ thể, các em quan sát trục số. Trừ 2 nằm ở bên trái của trừ 1,3. Như vậy, trừ 2 bé hơn trừ 1,3. Nếu số A không nhỏ hơn số B, thì ta phải có A lớn hơn B hoặc A bằng B. Khi đó, ta nói gọn là A lớn hơn hoặc bằng B và ký hiệu A lớn hơn hoặc bằng B. Nếu số A không lớn hơn số B thì ta phải có A nhỏ hơn B hoặc A bằng B. Khi đó ta nói gọn là A nhỏ hơn hoặc bằng B và ký hiệu là A nhỏ hơn hoặc bằng B. Bài tập như sau. Điền dấu thích hợp bằng, lớn, lớn hơn hoặc bằng, bé, bé hơn hoặc bằng vào ô trống. Các em cùng suy nghĩ và trả lời nhé. Đáp án như sau. Với mọi x thuộc R thì x mũ 2 lớn hơn hoặc bằng 0. Câu B. Nếu C là số 0 âm thì C lớn hơn hoặc bằng 0. Câu thứ 3. Với mọi x thuộc R thì trừ x mũ 2 bé hơn hoặc bằng 0. Câu thứ 4. Nếu Y là số không lớn hơn 3 thì ta viết Y nhỏ hơn hoặc bằng 3. Như vậy, trong phần một nhỏ, các em đã được học về nhắc lại ký hiệu A bằng B, A lớn hơn B, A nhỏ hơn B, A lớn hơn hoặc bằng B, A nhỏ hơn hoặc bằng B và biểu diễn số thực trên trục số. Bây giờ, cô và các em cùng đi vào phần hai nhỏ, bất đẳng thức. Thế nào là bất đẳng thức? Nội dung hai nhỏ, bất đẳng thức. Hệ thức dạng A bé hơn B hay A lớn hơn B, A lớn hơn hoặc bằng B, A nhỏ hơn hoặc bằng B gọi là một bất đẳng thức. Trong đó, A được gọi là vế trái, B được gọi là vế phải của bất đẳng thức. Bây giờ cô sẽ cho em một ví dụ. Ví dụ, cho bất đẳng thức 7 cộng âm 3 lớn hơn âm 5. Bất đẳng thức trên sẽ có vế trái là 7 cộng âm 3 và vế phải là âm 5. Trong nội dung bất đẳng thức, các em sẽ được tìm hiểu thế nào là bất đẳng thức. Hệ thức dạng A bé hơn B, A lớn hơn B, A lớn hơn hoặc bằng B, A bé hơn hoặc bằng B được gọi là một bất đẳng thức. Trong đó A được gọi là vế trái và B được gọi là vế phải. Bây giờ cô và các em cùng đi vào phần 3 nhỏ, liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. Nội dung phần 3 nhỏ như sau. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. Cô có một bài toán. Cho bất đẳng thức trừ 4 bé hơn 2. Khi cộng vào số 3 ở cả hai vế của bất đẳng thức thì ta sẽ được một bất đẳng thức như thế nào? Các em quan sát trục số. Trừ 4 bé hơn 2. Ta tiến hành cộng 3 vào cả hai vế của bất đẳng thức. Trừ 4 cộng với 3 được trừ 1. 2 cộng với 3 được 5. Thì các em quan sát trên trục số thấy trừ 1 nằm ở bên trái số 5. Như vậy trừ 1 sẽ bé hơn 5. Do đó chúng ta kết luận trừ 4 cộng 3 bé hơn 2 cộng 3. Từ đó chúng ta rút ra được nhận xét. Khi cộng 3 vào cả hai vế của bất đẳng thức trừ 4 bé hơn 2 thì ta được một bất đẳng thức mới là trừ 4 cộng 3 bé hơn 2 cộng 3. Chúng ta sang câu B. Khi cộng trừ 3 vào cả hai vế của bất đẳng thức trừ 4 bé hơn 2 thì ta được một bất đẳng thức như thế nào? Và nội dung câu thứ 3
là dự đoán khi cộng số C vào cả hai vế của bất đẳng thức trừ 4 bé hơn 2 thì ta được một bất đẳng thức như thế nào? Các em quan sát câu trả lời B. Khi cộng trừ 3 vào cả hai vế của bất đẳng thức trừ 4 bé hơn 2 thì ta được bất đẳng thức trừ 4 cộng cho trừ 3 bé hơn 2 cộng cho trừ 3. Các em quan sát trục số. Trừ 4 bé hơn 2. Ta lấy trừ 4 cộng với trừ 3 là trừ 7. 2 cộng trừ 3 là trừ 1. Trừ 7 bé hơn trừ 1. Như vậy chúng ta kết luận trừ 4 cộng trừ 3 bé hơn 2 cộng trừ 3. Do đó chúng ta rút ra được nhận xét như sau. Khi cộng số C vào cả hai vế của bất đẳng thức trừ 4 bé hơn 2 thì ta được một bất đẳng thức mới là trừ 4 cộng C bé hơn 2 cộng C. Tổng quát, với ba số ABC ta có nếu A bé hơn B thì A cộng C bé hơn B cộng C. Nếu A bé hơn hoặc bằng B thì A cộng C bé hơn hoặc bằng B cộng C. Nếu A lớn hơn B thì A cộng C lớn hơn B cộng C. Và nếu A lớn hơn hoặc bằng B thì A cộng C lớn hơn hoặc bằng B cộng C. Đó chính là nội dung phần nhận xét. Khi cộng cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức thì ta sẽ được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. Cô và các em cùng đi vào phần ví dụ. Chứng tỏ 2003 cộng với âm 35 bé hơn 2004 cộng với âm 35. Bài giải như sau. Ta có 2003 bé hơn 2004. Sau đó các em tiến hành cộng âm 35 vào cả hai vế của bất đẳng thức. Như vậy các em sẽ được là 2003 cộng với âm 35 sẽ bé hơn 2004 cộng với âm 35. Chúng ta sang ví dụ tiếp theo. Dựa vào thứ tự giữa căn 2 và 3, hãy so sánh căn 2 cộng 2 và 5. Bài giải như sau. Ta có căn 2 bé hơn 3 vì căn 2 bé hơn căn 9. Ở đây căn 9 bằng 3. Như vậy các em cộng 2 vào cả hai vế của bất đẳng thức trên, ta sẽ được căn 2 cộng 2 bé hơn 3 cộng 2. 3 cộng 2 chính là 5. Như vậy các em kết luận được là căn 2 cộng 2 bé hơn 5. Thì từ bài tập này các em rút ra được chú ý, nội dung chú ý như sau. Tính chất của thứ tự cũng chính là tính chất của bất đẳng thức. Cô chốt lại phần 3 nhỏ liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. Khi cộng cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức thì ta sẽ được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. Cô có một bài tập. Nội dung bài tập như sau. Một biển báo giao thông với nền màu trắng, chữ màu đen, viền màu đỏ cho biết cái vận tốc tối đa mà các phương tiện giao thông di chuyển trên quãng đường có cái biển quy định là 20 km/h. Nếu một ô tô đi trên đường đó có vận tốc là A, đơn vị ở đây là km/h, thì A phải thỏa mãn điều kiện nào trong các điều kiện đề cho? Các em suy nghĩ và trả lời nhé. Đáp án ở đây là A, bé hơn hoặc bằng 20. Cô chốt lại nội dung bài học cho các em như sau. Hôm nay các em được học bài liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. Bài học này gồm những nội dung nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số. Nội dung thứ hai, thế nào là bất đẳng thức. Nội dung thứ ba là liên hệ giữa thứ tự và phép cộng. Khi cộng cùng một số vào cả hai vế của bất đẳng thức thì ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô xin cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong chương trình siêu trí nhớ học đường tiếp theo.